Chuyên mục tin quân sự ngày 19 tháng 11 Hệ thống phòng thủ tên lửa, mũi tên và vòm sắt của Israel mạnh đến mức nào? Tư lệnh không quân Israel dọa tấn công các nước Ả Rập nếu cần thiết Các nhà khoa học tiết lộ hiện tượng thời tiết kỳ lạ có thể đã giúp Ukraine đánh chìm tàu chiến của Nga cách đó 55 dặm Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị Kính mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục tin quân sự ngày 19 tháng 11 của DKN. Kính mời quý vị cùng thưởng thức trà xanh san tuyết bản liền, có hương vị đậm đà khí chất vùng núi cao, chát nhẹ và ngọt hậu. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573, truy cập gian hàng tại địa chỉ dkn.tv-tx1 hoặc quét mã QR trên màn hình. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas vẫn tiếp diễn, Israel đã và đang bảo vệ đất nước trong cuộc chiến leo thang chống lại các cuộc tấn công tầm ngắn của Hamas. Vào ngày 9 tháng 11, quân đội Israel tuyên bố đã sử dụng thành công hệ thống phòng thủ tên lửa mũi tên 3 để đánh chặn tên lửa đất đối đất lần đầu tiên phóng về phía lãnh thổ của mình. Vào ngày 14 tháng 11, quân đội Israel một lần nữa sử dụng hệ thống mũi tên để đánh chặn thành công tên lửa. kể từ khi nhóm chiến binh Hamas phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Israel vào ngày 7 tháng 10, khiến 1.200 người thiệt mạng. Israel đã tuyên chiến và tiến hành các cuộc không kích dữ dội nhất ở giải Gaza trong lịch sử. Đồng thời, Israel còn khai triển hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất để chống lại các cuộc tấn công của Hamas. Vòm sắt là hệ thống phòng không di động, được thiết kế để chống lại các loại vũ khí tầm ngắn đang lao tới. Khi hệ thống chống tên lửa Mũi tên do quân đội của Israel trình diễn có thể tăng cường khả năng bảo vệ trước các cuộc tấn công tầm xa. Vào hôm 14 tháng 11, quân đội Israel tuyên bố họ đã sử dụng hệ thống phòng không Mũi tên để đánh chặn một tên lửa gần Biển Đỏ vào ngày hôm đó. Không rõ liệu hệ thống phòng không Mũi tên 2 hay là Mũi tên 3 đã được sử dụng trong hoạt động đánh chặn. Hệ thống phòng không của Israel bao gồm nhiều lớp trong khi vòng sắt có thể đối phó với các mối đe dọa nhỏ hơn thì mũi tên có thể chặn các cuộc tấn công lớn hơn. Hệ thống phòng thủ David Sling của Israel là lớp giữa phòng không. Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo chiến trường đầu tiên trên thế giới. Hệ thống mũi tên bao gồm các hệ thống đánh chặn mũi tên 2 và mũi tên 3 cho phép nó đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung và cả tầm xa. Theo tờ Air Force Technology, một đơn vị phóng của hệ thống đánh chặn mũi tên 2 do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel IAI thiết kế đã được khai triển gần Ten Aviv, và đơn vị còn lại được khai triển ở phía nam Haifa. Hệ thống này được thiết kế để đánh chặn tên lửa tầm ngắn và tầm trung và đã được thử nghiệm thành công hơn một chục lần kể từ khi được triển khai vào năm 2000 và năm 2004. Mũi tên 3 là một trong những hệ thống chống tên lửa tiên tiến nhất trên thế giới và là hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo chiến trường đầu tiên trên thế giới. Có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa bên ngoài bầu khí quyển và có khả năng chống vệ tinh. Theo Air Force Technology, hệ thống đánh chặn mũi tên 3 do công ty quốc phòng Mỹ Boeing và IAI hợp tác phát triển có tốc độ cũng như tầm bắn cao hơn so với hệ thống mũi tên 2. Mũi tên 3 là hệ thống phòng thủ tên lửa ngoài khí quyển được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo bên ngoài bầu khí quyển trái đất. Cuộc thử nghiệm thành công đầu tiên của hệ thống mũi tên 3 diễn ra vào năm 2013. Sau đó là chuyến bay thử nghiệm thứ hai của Bộ Quốc phòng Israel và Cơ quan Phòng thủ tên lửa Hoa Kỳ là vào tháng 1 năm 2014. Hệ thống mũi tên 3 được khai triển chính thức vào tháng 1 năm 2017 và có thể coi là phiên bản THAAD hay hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối của Israel có thể bắn hạ tên lửa đạn đạo. Cuộc đánh chặn này là hoạt động chiến đấu thực tế đầu tiên của mũi tên 3. Hệ thống vũ khí chống tên lửa hoàn chỉnh mũi tên 3 chủ yếu bao gồm đơn vị phóng tên lửa di động trên mặt đất, máy bay đánh chặn tên lửa, radar ELM 2080 Super Green Pie, trung tâm quản lý chiến đấu Citron G và các bộ phận khác. Trong số đó, đơn vị phóng tên lửa di động trên mặt đất của hệ thống vũ khí chống tên lửa mũi tên 3, sử dụng khung gầm xe đầu kéo 5 trục và phần xe kéo được trang bị một bộ thiết bị phóng thẳng đứng nhiều đầu tên lửa. Uzi Rubin, một kỹ sư người Israel, chịu trách nhiệm phát triển hệ thống mũi tên đã nói với báo Jerusalem Post rằng hệ thống mũi tên được phát triển để bảo vệ các mục tiêu khó hơn vòng sắt. Chuyên gia này cũng nói với giới truyền thông rằng việc phòng thủ thành công tên lửa đạn đạo sử dụng hệ thống mũi tên ba sẽ gửi một thông điệp tới các nước láng giềng rằng Israel sẵn sàng phòng thủ trước các loại vũ khí tầm xa tinh vi của đối phương. Bắt đầu từ năm 2021, Israel tuyên bố sẽ cùng phát triển hệ thống mũi tên 4 với Mỹ. Hệ thống phòng thủ vòm sắt Hệ thống phòng thủ vòm sắt được phát triển và sản xuất bởi hệ thống tiên tiến Rafael của Israel và công ty hàng không vũ trụ Israel. Nó bao gồm mô đun phóng, mô đun radar, mô đun điều khiển và mô đun phát hiện. The Tamir, tên lửa đánh chặn được sản xuất, có thể đánh chặn tên lửa đang bay tới của đối phương. Người ta thường tin rằng phạm vi đánh chặn là 40 dặm và đây là hệ thống đánh chặn giai đoạn cuối. Ngoài ra, công nghệ vòng sắt có thể phát hiện khi nào thì tên lửa sắp rơi trên không, loại bỏ nhu cầu đánh chặn và khi tên lửa lao vào khu dân cư hoặc khu đông dân cư. Hệ thống vòm sắt chủ yếu được sử dụng để đánh chặn tên lửa và đạn pháo do các nhóm vũ trang ở rẻ Gaza và Hezbollah ở Liban phóng đi. Hệ thống phòng thủ Davis-Linh Hệ thống phòng thủ tên lửa Davis-Linh chủ yếu được sử dụng để đánh chặn các tên lửa tầm trung có tầm bắn từ 40 cho đến 300 km. Là một phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp của Israel, nó lấp đầy khoảng cách đánh chặn giữa hệ thống đánh chặn vòm sắt và hệ thống chống tên lửa mũi tên một cách hiệu quả david là tên của vị vua huyền thoại của israel cổ đại vào thời điểm quan trọng khi israel đang phải đối mặt với một cuộc xâm lược nước ngoài và sự sống còn của đất nước đang bị đe dọa vua david lúc đó vẫn còn là một cậu bé chăn kiều đã dũng cảm bước ra chiến đấu và bắn một hòn đá bằng một chiếc ná để đập vỡ đầu của thủ lĩnh của kẻ thù cuối cùng ông đã thành công đánh bại kẻ thù và cứu được israel hệ thống David Link do Rafael của Israel và Raytheon của Hoa Kỳ hợp tác phát triển. Máy bay đánh chặn tốc độ cao và có tính cơ động cao sử dụng tên lửa hai tầng, với hệ thống dẫn đường tổng hợp bằng radar quang điện hồng ngoại hình ảnh hai màu và 6mm, liên kết dữ liệu ba chiều, khả năng chống nhiễu điện tử và chống nhiễu hồng ngoại tiên tiến, cũng như khả năng thay đổi và nhắm mục tiêu lại tầm trung. Radar mảng pha chủ động ENTA-ELM-2084 cung cấp cảnh báo sớm tầm xa và hướng dẫn. Hệ thống này bắt đầu được phát triển vào năm 2009 và đi vào hoạt động vào năm 2017. David Sling chủ yếu được sử dụng để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung, tên lửa cỡ lớn, tên lửa hành trình và máy bay không người lái, tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ nhiều lớp của Israel trước các cuộc tấn công bằng tên lửa. Chuyển sang một diễn biến khác tư lệnh không quân Israel, Tomer Ba đã tuyên bố rằng Ten Aviv đã có kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công ở Yemen. Truyền thông Israel dẫn tin từ tướng Ba cho biết, lực lượng không quân với tư cách là cánh tay chiến lược của Ten Aviv sẵn sàng và hoạt động trên khắp Trung Đông ở mọi đấu trường và địa điểm cần thiết. Tuyên bố của quan chức quân sự Israel được đưa ra vài ngày sau khi lực lượng vũ trang Yemen liên kết với nhóm Houthi Ansar Al Allah tuyên bố phóng một loạt tên lửa đạn đạo vào nhiều mục tiêu khác nhau của Israel, bao gồm cả các mục tiêu nhạy cảm ở khu vực Eilat. Người phát ngôn quân sự của Houthi, chuẩn tướng Yahya Sare, đã xác nhận trong một tuyên bố vào thời điểm đó rằng họ đã phóng một loạt tên lửa đạn đạo nhằm vào các mục tiêu khác nhau trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine, bao gồm cả các mục tiêu nhạy cảm ở khu vực Um, Al-Rasras, Eliad, Vụ tấn công này diễn ra chỉ 24 giờ sau khi một hoạt động quân sự khác được thực hiện bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu tương tự. Đại diện lực lượng Houthi tuyên bố rằng lực lượng của ông đã thực hiện các cách đối phó thích hợp với bất kỳ tàu của Israel nào ở Biển Đỏ. Hoạt động của lực lượng vũ trang Yemen chống lại Israel sẽ không dừng lại cho đến khi Tel Aviv ngừng nhắm vào Gaza. Tuyên bố này cũng được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo tàu chiến USS Thomas Hatner của Mỹ ở Biển Đỏ đã bắn hạ một máy bay không người lái phóng từ lãnh thổ Yemen. Ngũ giác đài khẳng định chiếc máy bay không người lái đã nhắm mục tiêu vào tàu khu trục USS Thomas Hatner, nên họ đã buộc phải tự vệ bằng cách bắn hạ máy bay này trên Biển Đỏ. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một chủ đề khác liên quan đến chiến sự tại Đông Âu. Thưa quý vị, theo một nghiên cứu mới, một hiện tượng thời tiết có thể đã giúp Ukraine tăng cường nhắm mục tiêu và tấn công tàu chiến của Nga từ cách xa 55 dặm. Ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến, tàu tuần dương tên lửa dẫn đường Moskova của Nga bị tấn công vào ngày 13 tháng 4 năm 2022. Chỉ vài ngày sau, các báo cáo chính thức xác nhận rằng nó đã bị chìm. Một nhóm các nhà vật lý Thụy Điển đã xác định rằng chiến thắng của phía Ukraine là do sự đảo ngược nhiệt độ giới hạn tức là khi không khí ấm giữ lại không khí lạnh ở độ cao thấp hơn. Sự cố kỳ lạ này đã khiến radar của Ukraine nhìn xa hơn thiết kế, cho phép hạ gục tàu của Nga ở tầm xa. Cuộc tấn công được cho là đã giáng một đòn nặng nề cho Nga về mặt chiến thuật và mang tính biểu tượng trong những tháng đầu tiên của cuộc chiến, bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công, tàu Moskova cách Odessa khoảng 80 hải lý, tương đương 150 km về phía nam, và cách bờ biển của Ukraine 50 hải lý, hay 90 km. Hệ thống tên lửa Neptune của Ukraine vận hành bằng radar có tên Mineral một hệ thống radar tìm kiếm và theo dõi, cung cấp tọa độ cho bệ phóng tên lửa trên đất liền để tấn công. Các nhà khoa học là tác giả của nghiên cứu mới đề xuất lý thuyết nghịch đảo nhiệt độ đã viết rằng, do Moscow tại thời điểm phóng tên lửa nằm ngoài phạm vi radar thông thường của bất kỳ hệ thống radar mặt đất nào, nên vẫn còn một câu hỏi mở là làm thế nào radar Mineral có thể phát hiện ra tàu chiến này vào ngày 13 tháng 4 năm 2022. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu khí tượng từ ngày xảy ra vụ tấn công tên lửa để mô hình hóa hoạt động của sóng radar vào ngày hôm đó. Thông thường, sóng radar sẽ truyền xa hơn ít nhất 15% so với đường chân trời hình học khi chúng bật ra khỏi bầu khí quyển và quay trở lại bề mặt hành tinh. Thông thường, không khí ở trên cao sẽ lạnh hơn. Sự đảo ngược nhiệt độ giới hạn xảy ra khi không khí lạnh bị khóa ở độ cao thấp bởi nắp không khí ấm hơn. Sự đảo ngược độ dốc thông thường. Dữ liệu khí tượng cho thấy, những cơn gió kéo dài ngoài khơi bờ biển Ukraine đã mang các khối không khí lục địa khô và ấm ra biển trên lớp biển ẩm ướt và mát mẻ của bầu khí quyển vào ngày xảy ra vụ tấn công. Sự đảo ngược này kéo dài từ đất liền đến vị trí của tàu Moskova. Các mô hình khí quyển cho thấy sự đảo ngược này cho phép sóng radar truyền đi thậm chí còn xa hơn so với bình thường, khiến tàu Moskova xuất hiện trên radar của Ukraine. Một khi nó được phát hiện, việc bắn cặp tên lửa Neptune và tấn công tàu tuần dương thật đơn giản. Các nhà khoa học viết, Kết quả cho thấy các điều kiện khí quyển phải được xem xét cẩn thận, ngay cả trong chiến tranh, vì tác động của chúng đối với sự lan truyền sóng radar có thể là đáng kể. Sau vụ tấn công khi đó, các quân chức của Nga ban đầu tuyên bố rằng con tàu vẫn nổi và được kéo về cảng ở Crimea để sửa chữa. Họ thừa nhận rằng nó đã bị hư hại, nhưng vẫn cho rằng nguyên nhân là do một vụ nổ đạn dược. Nhiều báo cáo ban đầu và chưa được xác nhận đã đưa ra lời giải thích cho trò lừa một số người cho rằng Hoa Kỳ đã cung cấp tọa độ của Moscow cho lực lượng Ukraine. Những người khác thì nói máy bay không người lái đã xác định chính xác vị trí của con tàu này. Bằng chứng cho những tuyên bố này bị thiếu hoặc cũng không đầy đủ. Các bản tin của Ukraine vào cuối tháng 12 năm ngoái đã xác nhận rằng các nhà điều hành radar của Ukraine đã phát hiện một mục tiêu lớn trên radar của họ ngay trước khi bắn tên lửa Neptune. Thưa quý vị, Chuyên mục tin quân sự của DKN xin được kết thúc tại đây. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất của chúng tôi. Mọi đóng góp và nguyện vọng hợp tác xin gửi tới hòm thư contactdkn dkn tv Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và đồng hành của quý vị. Xin thân ái, chào tạm biệt.